Hello anh em nhé, giới thiệu anh em vừa về quả súp hơi bãi Mỹ bát mặt bát 50 của TV. Vâng, đây là một quả súp hơi bát mặt bát 50 của TV, có mã là 118 súp, made in USA, công suất 700W, công suất max này. Thùng gỗ vỏ ngoài bọc lì, cái kích thước chiều cao của thùng là khoảng 95, chiều ngang là 65, chiều sâu của thùng là 46 cm. Trọng lượng cân nặng của thùng này nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 40 kg. Vâng, ngày hôm nay bên em về được một quả súp hơi bát mặt bát 50 TV của Mỹ, hàng bãi xịn, giá hủy diệt cho anh em, với một quả súp hơi đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, giá hủy diệt anh em nhé, đẹp xuất sắc. Bông tiêu âm, thùng vách đẹp xuất sắc, ê căng của nó còn đẹp dã man luôn. Mùa Covid thì bên em sẽ chào bán với quả súp hơi bát mặt bát 50 của TV, hàng Mỹ Noi, giá hủy diệt, anh em nào nhanh tay sở hữu một quả súp Mỹ. Đấy, bát của nó mới doác luôn, bát của nó còn mới doác anh em nhé. Đây, mới doác này, từ 220 côn 100, từ 22 côn 100 nhé, từ 22 côn 100, hàng Mỹ xịn, hàng xịn sò anh em nhé, hàng xịn sò này. Đấy, màng còn mới doác, gân vải tẩm dầu. Đấy, gân vải tẩm dầu, hàng zin. Đấy, bên em vừa về được quả súp phải nói là đẹp xuất sắc. Đấy, đẹp xuất sắc luôn này. Đấy, đấy, đẹp xuất sắc. Vâng, giá hủy diệt cho anh em một quả súp hơi bát mặt bát 50 thời Covid. Vâng, 7.8 anh em nhé, 7.8 sở hữu ngay được một quả súp hơi bát mặt bát 50 của TV, mã là 118 súp. Đấy, thùng gỗ vỏ ngoài bọc lì, đẹp xuất sắc. Đấy, thời điểm này thì anh em chơi dòng súp B3 bát 50 từ 22 cô 100 cũng phải bỏ mức tiền khoảng 7 triệu, trên 7 triệu đồng. Đấy, 7.8 triệu, anh em sở hữu ngay được một quả súp Mỹ TV. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm anh em liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Đấy, đẹp xuất sắc. Con này bát đánh rất mềm nhá, bát đánh cực mềm luôn. Đấy, đẹp. Đấy, màng còn mới doác này. Đấy, đấy, đẹp, đẹp xuất sắc. Đấy, đẹp xuất sắc nhé, 7.8 triệu. Các bác có nhu cầu liên hệ cho bên em. Ok, đến đây xin tạm dừng cái clip. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.